Đình Khích, bí thư chi bộ, trưởng thôn Đồng Mỹ cũng có mặt cổ vũ đêm giao lưu văn nghệ của chúng ta. Xin nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu có tất cả các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con cô bác anh chị thôn nhà cũng có mặt đầy đủ. Xin một tràng vỗ tay để cổ vũ. Một sự không thể thiếu sự quan tâm và tạo điều kiện cho sân chơi của chúng tôi hôm nay, đó là lãnh đạo ban thánh thiết đình nội cũng có mặt đầy đủ. Xin một tràng vỗ tay cảm ơn. Buổi đêm lần giao lưu hôm nay trở nên sôi động để chào mừng mừng đảng, mừng xuân, mừng lễ hội của đình nội chúng tôi không thể thiếu và vắng mặt những đơn vị khách mời. Tôi xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ văn nghệ thôn Yến Đô, anh chị em giáo viên nam nữ diễn viên đã có mặt đầy đủ. Xin một tràng vỗ tay cổ. Và cũng có mặt đầy đủ nam nữ diễn viên câu lạc bộ văn nghệ tổ hỏa chú xã cũng có mặt. Xin một tràng vỗ tay cổ vũ. Và cũng không thể thiếu được các nam nữ diễn viên đội văn nghệ thôn nhà hôm nay cũng mang lời ca và tiếng hát và những cái điệu múa và những bài múa văn rất là đẹp và rất là duyên dáng về đây phục vụ lễ hội. Xin một tràng vỗ tay cổ vũ các vị đại biểu khách quý và toàn thể bà con cô bác anh chị thôn nhà. Trước khi vào lễ hội vào đêm buổi hôm nay, và tôi xin trân trọng giới thiệu một phần không thể thiếu được đêm biểu diễn, đó là sự gắn bó, sự đoàn kết của ban lãnh đạo địa phương của ban khai thiết đình nội có một món quà rất là nhỏ để tặng cho nam nữ diễn viên của các đội văn nghệ đã về đây. Tôi xin trân trọng giới thiệu, xin kính mời đại diện đội văn nghệ câu lạc bộ Yến Đô trở lại sân khấu. Tôi xin kính mời đại diện đội văn nghệ tổ hỏa chú xã trở lại sân khấu. Tôi xin kính mời vị đại diện câu lạc bộ văn nghệ Đồng Mỹ trở lại sân khấu. Tôi xin trân trọng mời một vị trong ban lãnh đạo và khánh thiết đình nội lên sân khấu để tặng hoa và quà cho các đơn vị về được
phần sôi động hơn và long trọng hơn tại thôn nhà chúng tôi. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Khích, bí thư và trưởng thôn thôn Đồng Mỹ lên khai mạc đêm diễn. Xin kính mời ông. Kính dân đức thánh thần hoàng làng, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các cụ phụ lão tín áo, thưa toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên và nhân dân thôn Đồng Mỹ. Trong không khí đầu xuân mừng đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão năm 2023, được sự đồng ý của các cấp ủy đảng, chính quyền cấp trên, ban quản